Vậy các bạn nhóm người xem nha. Ở thì tiếp tục hôm nay mình là quay anh em đang tập vật đua ghe ngò mini. Đó, ở đây thì địa điểm là ngày mai sẽ xuất phát đua nha các bạn. Đó, bây giờ thì chiều nay thì các đội ghe đã gom lại ngay chăng cái địa điểm để ngày mai chúng ta đua. Đó, thì bây giờ chúng ta vật để cho nó quen xăng. Ở trước mắt mình thì thấy một ghe thì đang ra xăng đây, nhưng mà chưa biết là đội nào nữa. Còn ở trên đây thì hai ghe anh em cũng đang bơi nè các bạn. Có một ghe đang bơi thăm thẳm xuống dưới luôn à. Còn ghe này thì hiện tại đang quay đầu. Ở đây thì chùa Tà Biết nha các bạn. Nó nằm về của xã Thành Lộc, nằm ở Gạch Giá đó. Đó, bây giờ thì anh em xuống dưới đây có thể đã xuất phát cho lên. Cái tầm này quá xa rồi, không biết của đội nào đây. Cái màu ghe này mình cũng nghi của Sóc Xu. Đó, bây giờ anh em đang xuất phát lên các bạn. Nếu như Sóc Xu thì cũng đã từng đương kim vô địch tại Thung Vôm nha các bạn. Bây giờ anh em đang tăng tốc lên. Đây là cái điểm xuất phát đây ba. Trời ơi, bốc đầu. Rồi kìa các bạn, hải hồn chưa? Thể loại ghe ngò mini các bạn. Tính này dị dầm vậy là cũng khá điều rồi. Rồi còn ở đây thì một ghe. Ây cha, hình như ghe này là ghe của Tà Biết nè. Đây là của đội nhà hay gì đây các bạn. Mình nhớ được rồi, là ở Thung Vôm là cũng là đã vô trong top luôn đó nha. Được rồi, vô top luôn đó. Đúng rồi, các bạn thấy cái ghe mà cái mũi là đà này thì quá quen thuộc. Rồi đây, tăng tốc. Không biết ghe nào đây, Thung Vôm hay là... Chắc Thung Vôm quá ta. Thung Vôm hay vậy? Không trả lời luôn. Giận này. Đây các bạn. Quá, đều răng rắc rồi. Bỏ lý. Trời ơi, phóng kìa. Thật thật luôn. Trời ơi, xe xe nước nha bạn. Quá nhảy luôn. Ok. Đó là đang test trở lại. Quay đầu luôn. Mình đứng đây nó nghịch nắng luôn. Rồi còn một ghe hồi nãy nữa các bạn. Ghe mũi là đà. Đó là hình như là mình nhớ là cái ghe của Tà Biết, của sân nhà các bạn. Còn ghe này thì giờ mình cũng là thấy cũng lạ luôn, cũng không biết của ghe nào. Tại bây giờ ghe làm giống 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 nhau không, cũng khó nhận biết các bạn. Rồi anh em chắc nghỉ tăng tí. Tốc độ thì đi cũng phê lắm đó nha. Nhưng mà bây giờ thì cái này chủ yếu là để mình giật cho nó quen xăng thôi các bạn. Chứ còn nếu như mà sờ cửa với nhau mình mới phân biệt được. Tới vô trận đua mới biết được kết quả nha các bạn. Chạy xuống lại nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12 người. Chiếc nước rút cả. Còn một ghe thì anh em đang test đầu dưới các bạn. Hiện tại trước mắt mình đây thì thấy được 3 ghe đang test nha. Rồi ghe kia thì
anh em đang test xuống tuốt ở dưới kia đó các bạn thấy không? Xà quá xà, đang quay đầu lại luôn. Mũi đà lắm nha các bạn. Mình nhớ là được rồi, như là chiếc ghe này là đã vẽ cái hình là nguyên cái đầu ông cá sấu á, hình như ghe này thì của là sân nhà của tà bếp luôn á, tà biết ha. Ngày mai mình đua ở đây luôn phải không anh? Ừ, ngày mai đua đây. Là chùa, là chùa tà biết đó phải không? Chùa tà bếp. Tà bếp. Tà bếp. À, tà bếp nghe bạn, chứ không phải tà biết. Tà bếp. Đó, hình như ghe này là của sân nhà mình nè đúng không? Sân nhà thôi. Ba ghe này luôn hả? Ba ghe. Ờ. Ở bên ngoài chưa vô chứ mai. Ờ, vậy là đội bạn chưa ai lại chơi hả? Chưa. Ờ, vậy là ở đây là chỉ, vậy là ba ghe này là của sân nhà không nha các bạn. Của tà bếp không đó. Tà bếp mình được rồi, là hình như là cũng đã lọt vô vòng trong đó, ghe này nè. Nhớ là đặt đua ở Thùng Vôm á. Ừ. Rồi bây giờ tiếp tục thì ghe này anh em đang sức ra giật thêm tăng nữa các bạn. Nãy giờ nghỉ tăng nha. Rồi tiếp tục. Ghe kia thì đã vô rồi, giờ tới ghe này chở ra lại. Wow, hình như mà mình thấy xa xa ở dưới hình như có một chiếc ghe đang ra nữa nha các bạn, mà không biết, chắc đội bạn lại quá à. Kìa, đang ra kìa. Đó. Ây chà, xuất phát. Trời ơi, cái nó xuất phát nè các bạn. Ừ, hải hồn chưa, bún nước luôn. Thế vậy chứ vô trong cái buổi đua này nó cũng quan trọng cái điểm xuất phát lắm nha các bạn. Đó, bây giờ cái đội ghe kia, cái đội ghe kia thì hiện tại đang bơi lên nha. Còn cái đội này thì anh em ra tiếp tục ra giật tăng nữa. Còn cái đội mới bơi xuống thì anh em vô nghỉ tăng này. Trời ơi bún kìa, thấy mê không? Đó, theo mình biết thì ba đội này thì ba ghe này thì của sân nhà nha các bạn. Sân bạn chưa thấy ai lại hết. Thấy một ghe thì đó anh em cũng mới ra sân đang bơi lên kìa. Cái đó chắc của đội bạn rồi. Tại mình thấy ở đây thì ba ghe này thì sân nhà, còn ghe kia thì chắc đội bạn. Đang lên quá trời luôn kìa, đang bơi lên kìa. Cũng mới xuất phát luôn nha, mới ra quân luôn. Ây chà, lạng vô lục bình dữ rồi. Đâm từ lưa rồi. Vô lục bình bị dính lục bình đây. Chứng dịch dính lục bình đây. Ở đây thì chắc đội bạn. Rồi còn đây, đây thì sân nhà nè các bạn. Đó các bạn thấy mũi đà đà là biết sân nhà rồi. Cái ghe này nãy giờ thì anh em đang vật xuống dưới, giờ mới bơi trở lên tới đây nè. Rồi chắc anh em nghỉ tăng luôn rồi. Rồi lắc dữ ta. Kìa, ghe kia đang lên nha các bạn. Đây, đây là chắc đội bạn, mà không biết của đội nào đây. Đó. Hả? Rồi. Ây chà, cái ghe. Ghe sân nhà đang quay đầu. Của tà bếp. Đây, còn ghe kia thì đang lên nha các bạn. Ghe này ghe nào ta? Chưa biết có đội nào nha các bạn. Rồi, đội ghe che tới luôn các bạn. Đội ghe che tới luôn. Đây là đội nhà. Đội nhà. Rồi, đây các bạn. À, cái này hình như là của Thùng Vôm. Thùng Vôm. À quay đầu. Thùng Vôm phải không ta? Mình nhớ mãi hình như là Thùng Vôm mà. Đúng rồi, Thùng Vôm các bạn. Thùng Vôm. Đây là của Thùng Vôm nha.
Rồi, bị dính lục bình rồi. Máy dính lục bình. Quá lục bình các bạn. Đúng rồi, đây thì ghe thôn Vôn. Thôn Vôn mấy cái mẫu ghe này thì mẫu ghe đóng sau nha các bạn. À, mẫu ghe đóng trước thì nói là nghe nó hơi nhỏ. Mà này thì mẫu đóng sau, cho nên là nó thoải mái hơn. Rồi tiếp tục thì anh em mới ra hồi nãy, bây giờ là tiếp tục đang tăng tốc lên, cuốn mình luôn. Rồi anh em bây giờ đang cuốn mình. Ôi kìa các bạn, phóng nước rút các bạn ơi, xẻ vô á. À bớt nha. Ba ghe của tàu bớt thì các bạn đã biết, thì các bạn thấy ghe toàn là mũi đà đà hết luôn. Rồi vậy thì bốn, vậy là đây mà thấy được bốn ghe, vậy là ba ghe của sang nhà, còn một ghe thì của là thông vô. Anh em đang quay đầu lại. Rồi đây thì đội hình của thông vô. Hiện tại ở sân này bây giờ trước mắt thì được bốn ghe, còn mấy đội bạn kia thì chưa có ai lại nữa các bạn. Đây thôn chung 2 thì các bạn cũng đã biết thì đợt rồi là đua giao hữu ở tại địa bàn nhà cũng đã được là á quân nha các bạn. Thôn chung 2 rồi, bây giờ hai ghe test luôn xuất phát các bạn. Hay cha, điểm xuất phát coi ai hơn ai. Coi kìa, đây cũng là 5 năm chứ mình cũng chưa có thể là thấy được là phân biệt là sẽ ai hơn ai được. Quả trời sôi nổi rồi. Không không phải không, quá thông vô có lên cũng thấy mê luôn đó nha. Thông vô và tà bết này em đang bắt cặp test thử luôn các bạn. Nói chung cái này thì mình chỉ test thử thôi, chứ còn nói mà để mình cọ sức thì tới vô tranh giải lúc đó mình mới biết được kết quả nha các bạn. Còn cái này thì mình cũng bơi chưa có thể là mình đã hết lực đâu. Tiếp tục còn test nữa nha. Rồi ở đây thì tiếp tục nha, tàu bắt cũng đã trời ơi, ông này cũng bơi. Ông ở trên vỏ mà cũng bơi. Rồi rồi sống. Rồi tàu bắt thì tiếp tục gia tăng nữa các bạn. Anh em tiếp tục bơi thôi. Ai quay một cái đầu ông gì nè. Xuất phát kìa bạn. Đây điểm xuất phát. Điểm xuất phát của anh em nha. Mui. Rồi, xuất phát. Wow. Có chớn rồi nó phóng cũng thấy bè luôn á. Rồi, bây giờ thì anh em đang test cho xuống lại các bạn. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai người. Bây giờ mới tăng tốc. Tăng tốc các bạn ơi. Cuốn mình luôn. Chặt hết dầm luôn nha các bạn. Anh em cuốn hết mình luôn á. Gà gà kia cũng đang bơi lên lại. Đây thì đội hình của địa bàn nhà Tà Bết nha các bạn.
Ghe này mới test chứ thùng vô xuống dưới, bây giờ anh em đang bơi trở lên lại. Đội bạn thì mấy đội kia chưa thấy ai lại hết nha các bạn. Ở đây thì hiện tại chỉ là có 4 ghe thôi. Đó là 3 ghe của Tà Bết, của Sang Nhà. Kế đó thì được một ghe của Thung Dung 2, cũng ra ngay tại sân đường đua. Anh em test thử và tập trụ quen sân. Dạ anh em thì chắc phải lên nghỉ tăng hay là thay đổi quân ta nè, xong đi xong. Má bầu mua nó bẹ đó em, nó bẹ nó tà lại chích máu đó, bằng lại công phu quá, tà lại công phu chích máu lại em đó. Ai đua lại tớp này không? Ủa người ta bơi ghe, bây giờ mấy ổng là lấy vỏ bơi luôn. Một vỏ máy luôn nè. Thấy hồn chưa? Ai các bạn. À, còn ở đây thì đội hình của Tà Bết đang, anh em đang bơi lên lại. Chắc có thể thì nghỉ tăng tí. Cũng đuối rồi các bạn. Tập. Nãy giờ cũng mấy tăng rồi. Còn đây thì cũng có một cái vỏ lại. Anh em cũng đang bơi, nhưng mà có cái thì đây thì chắc cũng là trong đội rồi, cho nên là mình lấy vỏ mình tập luôn. Xuống một vỏ luôn nè. Không xong luôn. Rồi vậy thì anh em đang vô nghỉ tăng. Còn ở dưới một vỏ ở dưới nữa kìa. Vậy là tới hai vỏ luôn. Đại ba luôn, anh em bơi lên đây, đại ba được chạy xuống lại. Ngày mai ngay chăng điểm đó là điểm điểm đích luôn nha các bạn. Quớt sức phát luôn các bạn, chặt kìa. Hãy vượt cái mời cho. Về cản cây nha các bạn. Em đã ra quân lại, hồi nãy cặp này thì đã test với nhau. Đó, bây giờ anh em chắc có thể là lên trên đây test trở ngược trở lại với nhau nha. Thung Dung 2 cùng với là đội ghe của Tà Bết nha các bạn. Cặp này mới test một chặng rồi, bây giờ anh em tiếp tục có thể lên đây chúng ta test lại. Rồi giờ xuất phát lên trên. Thung Dung 2. Rồi còn đây thì Tà Bết anh em đang bơi xuống nha các bạn. Ok à. Ê chim. Trời ơi, xém lật. Thất thế luôn. Rồi. Đây ghe này bây giờ đang lên. Đó, có thể thì anh em lên trên test chạy xuống nha các bạn. Ở đây thì bắt cặp test luôn, thử tốc độ với nhau luôn. Bây giờ anh em đang chuẩn bị để test cho xuống nha. Ở trước thì ghe Tà Bết, rồi sau thì vừa ghe Thung Dung 2 với Tà Bết luôn. Nhưng mà có thể là hai ghe mới bơi cho xuống có thể bắt cặp test ngược trở lại các bạn. Tại hồi nãy anh em cũng đã test hết một chặng rồi, bây giờ có thể là test lại. Thung Dung 2 thì anh em đang chờ nè. Đó, Tà Bết đang chờ Thung Dung xuống. Còn đây thì ghe Tà Bết đang bơi đơn luôn. Đi vô trột luôn ha. Bữa nay thì Tà Bết thì cũng như là tập Sang Nhà các bạn.
Dạ, yeah, lại đó mới quýnh nước rút kìa. Đó thì nước rút chỗ đó thì cũng là ngay trang điểm của đích luôn nha các bạn. Cuốn mạnh quá. Em đang so cửa thử nha. Kìa, đang có tư thế sẵn sàng. Đây cũng là như cái tư thế của mình chuẩn bị đua. Rồi bây giờ xuất phát các bạn. Một cặp giữa thông vôn và tạp bết. Ôi dồi, đây ba kìa. Quá trời rồi. Tà bết và thôn vôn các bạn. Coi tà bết cái nết bơi kìa má ơi, đều ba lẻ dữ gì. Ôi ơi, vậy thì thôn vôn nếu mà bơi kiểu vậy là không kịp với tà bết nha. Ô kìa, quả trời rồi. Sôi nổi luôn. Đây là buổi tập vợt. Các bạn thấy tà bết là chúng ta sẽ lẹ dầm. Anh em bơi rất lẹ dầm hơn thôn vôn. Nhưng mà để coi coi ai hơn ai các bạn ơi. Trước mắt thì tà bớt đã dẫn trước. Tà bớt đang dẫn trước các bạn. Nhưng mà đường dài các bạn ơi, chưa biết ai hơn ai. Rồi bây giờ thì bắt đầu anh em tiếp tục sẽ quýnh nước rút các bạn. Tí xíu nữa. Rồi bây giờ là đã tăng tốc nước rút rồi. Phút cuối. Hình như mà thấy cái lái ghe thì tà bết cũng đang dẫn trước chứ thùng vùng. Nói chung cái này thì cũng là một cái buổi mình test thử để tập vợt thôi. Chứ cũng anh em cũng chưa có thể nào mà chúng ta tung hết đòn được nha các bạn. Để chờ vô đợt giải chúng ta mới là quyết định cho một cái chặng đua thôi. Đó, còn tà bết thì anh em ở dưới cũng đang bơi tập ngược cho lên lại. Bài cuốn hình luôn nè. Bắt hồn ha. Sân nhà quyết định tà bết chuyến này là phải lấy giải nha các bạn. Bởi cho nên anh em là tập là phải nó là hết mình luôn đó. Coi kìa. Coi kìa các bạn, có nết kìa, bao nhiêu ghe lớn luôn không. Bung bung dầm luôn á. Rồi xé gió luôn mà. Hồi nãy thì thông vôn test với tà bết thì mình thấy thì cái sự chênh lệch thấy cũng hơi khá nhiều nha. Đề ba thì thấy tà bết là anh em lẹ dầm lắm luôn. Thông vôn thì đi lai gai. Nhưng mà cái này mình chỉ test thử thôi các bạn, cũng chưa có biết được là như thế nào. Để vô chặng đua chúng ta mới biết được cái kết quả của sức lực anh em thôi. Đó, bây giờ thì chắc có thể là thôn vôn test lại với ghe tà bết lại. Đó, bắt cặp nhau ha. Đây một cặp. Anh em nghĩ tăng tí xíu rồi sẽ bắt cặp test chứ xuống các bạn, để chúng ta biết được tốc độ với nhau trên sông này như thế nào, cũng chủ yếu là cho nó quen xăng luôn, bị ngày mai chúng ta sẽ đua ngay đây luôn. Bây giờ là bắt cặp rồi đó. Tà bết chứ tà bết đụng nhau cặp đầu tiên trước cái. Wow. Vậy là căng hàng ngang bốn vỏ luôn hả ta. Chơi này cái nổi luôn.
Trời ơi, còn đây nữa. Đây các bạn, đây đây đúng rồi. Vậy là ra đây một ghe nữa là 5 ghe. Ghe này mấy ghe tà bết đây nè các bạn ơi. Vậy là ghe nãy là vậy là thun vôn ra luôn. Vậy là 2 ghe thun vôn, 5 ghe rồi. Vậy là 2 ghe thun vôn, 2 ghe, 3 ghe tà bết. Wow, vậy là ra thêm một ghe của thun vôn nữa mà mình không hay luôn. Rồi vậy thì bây giờ là sô cửa. Vậy là 2 ghe thun vôn và 2 ghe tà bết, 3 ghe tà bết sô cửa luôn. Rồi vậy thì anh em đang bắt cặp test thử nhau. Rồi vậy là ở đây được 5 ghe nhớ bạn. Rồi anh em thì có tư thế chuẩn bị. Rồi cặp giữa test đầu tiên. Rồi xuất phát các bạn. Thun vôn thì bên tay trái màn hình các bạn nha, còn tà bết thì bên tay phải màn hình. Hình như mình thấy tà bết đã dẫn trước vậy ta. Ồ, 2 ghe tà bết hết luôn các bạn, không phải thun vôn nha. Không kìa. Thử coi sao đây, sức lực của anh em. 2 ghe tà bết. Ai cha, ghe bên tay trái màn hình đã lớn. Bên tay phải màn hình đang phóng lên. Đây nè các bạn. Ấy, tay trái màn hình phóng lên rồi. Đang tóc lên. Ai cha, bên tay trái màn hình lên rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ thì nó sẽ nằm bên tay phải màn hình các bạn lại. Là mình thấy ghe bên đây đã nhích hơn rồi. Rồi tiếp tục thì hình như giữa thùng vôn và tà bết. Thùng vôn, tà bết. Tiếp tục 2 ghe này test lại nữa các bạn ơi. Hồi nãy đã chết bại vô lục bình. Hồi nãy thì thùng vôn đã rớt lại. Bây giờ tà bết lúc nào cũng dẫn trước. Rồi bây giờ coi sao, coi thùng vôn. Bây giờ thùng vôn dẫn trước lại rồi. Vô mùi không? Hình như 2 ghe thông vôn hết luôn á ta. 2 ghe này hình như thông vôn không à, không phải tà bết đâu. Rồi đúng rồi, đây là ghe tà bết. 2 ghe này luôn luôn đi ghê lắm. Ghe này còn cũng đã từng vô vòng nha các bạn. Rồi vậy thì 3 ghe tà bết, 2 ghe thông vôn. Vậy là hồi nãy là 2 ghe đó là 2 ghe thông vôn. 2 ghe thông vôn nãy. Vậy là thông vôn sau cửa nhau nãy giờ chứ không phải là tà bết. Ha ha ha.